Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá xăng dầu mới nhất hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2023. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Trong bản tin hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin mới nhất về giá dầu thế giới ngày 17 tháng 10. Tiếp theo là những thông tin về dự báo giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành tới, ngày 23 tháng 10 năm 2023. Cuối cùng là những thông tin về giá xăng dầu trong nước hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thưa các bạn, giá xăng dầu hôm nay ngày 17 tháng 10, giá dầu thô giảm nhẹ trên thị trường. Giá dầu thế giới hôm nay giảm khi Mỹ tăng cường nỗ lực ngăn chặn sự leo thang chiến tranh giữa Israel và Hamas. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Mỹ sẽ nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Venezuela. Ghi nhận vào đầu giờ sáng ngày 17 tháng 10 năm 2023, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 12 năm 2023 ở mức 85,16 USD trên thùng, giảm 0,1 USD trong phiên và giảm 1,36 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 16 tháng 10. Trong khi giá dầu Brent giao tháng 12 năm 2023 đứng ở mức 89,59 USD trên thùng, giảm 0,06 USD trong phiên và giảm 1,45 USD trên thùng so với cùng thời điểm ngày 16 tháng 10. Từ năm 2019, Mỹ đã cấm vận xuất khẩu dầu từ Venezuela nhằm trừng phạt chính quyền Maduro sau cuộc bầu cử năm 2018 do Washington coi là giả tạo và vi phạm nhân quyền. Chính phủ Venezuela và phe đối lập chuẩn bị nối lại các cuộc đàm phán bị đình chỉ từ lâu. Nhiều nguồn tin cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Venezuela để đổi lấy một cuộc bầu cử tổng thống có tính cạnh tranh và được giám sát ở Venezuela vào tuần tới. Andrew Lipao, chủ tịch của Lipao Oil Associates cho biết, các cuộc đàm phán với Venezuela có thể sẽ thúc đẩy xuất khẩu dầu thô vốn đã tồn kho. Nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại về cơ sở hạ tầng năng lượng xuống cấp của Venezuela có thể ảnh hưởng đến việc gia tăng sản lượng dầu trong tương lai của nước này. Chính quyền Biden đang tìm mọi cách để tăng lượng dầu chảy ra thị trường thế giới nhằm giảm bớt giá. Nhưng bất kỳ sự gia tăng sản lượng dầu thực sự nào của Venezuela sẽ mất thời gian do thiếu các khoản đầu tư gần đây. ANZ Research cho biết, thị trường nhiên liệu vẫn còn nhiều rủi ro, với việc Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo khả năng mở rộng chiến tranh trên các mặt trận khác đang tiến đến giai đoạn không thể tránh khỏi. Về dự báo giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành ngày 23 tháng 10 năm 2023, sắp tới, căn cứ vào số liệu được cập nhật mới nhất, tổng hợp từ các nguồn như giá dầu thô thế giới, quỹ bình ổn xăng dầu, mức độ chênh lệch giá xăng dầu thành phẩm tại Singapore, tỷ giá USD. Dự báo giá xăng dầu trong nước trong kỳ điều hành lần này điều chỉnh tăng nhẹ đồng loạt, cụ thể như sau: giá xăng E5 RON 92 dự báo điều chỉnh tăng 390 đồng trên lít, giá xăng RON 95 loại phổ biến tăng 780 đồng trên lít, giá dầu diesel 005S tăng 60 đồng trên lít, giá dầu hỏa dự báo tăng 120 đồng trên lít, giá dầu ma rút 180CST 35S được dự báo tăng 150 đồng trên kg. Còn về giá xăng dầu trong nước, sáng nay ngày 17 tháng 10. Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu hôm nay được niêm yết phổ biến như sau: giá xăng E5 RON 92 không cao hơn 21.907 đồng trên lít, giá xăng RON 95 loại phổ biến không cao hơn 23.044 đồng trên lít, giá dầu diesel 005S không cao hơn 22.410 đồng trên lít, giá dầu hỏa không cao hơn 22.464 đồng trên lít, giá dầu ma rút 180CST 35S không cao hơn 16.238 đồng trên kg. Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá của Liên Bộ Tài chính, Công Thương vào chiều ngày 11 tháng 10. Theo đó, giá xăng RON 95 giảm sâu nhất, 1.798 đồng trên lít và dầu diesel giảm ít nhất, 1.184 đồng trên lít. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi những thông tin của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay, chúc các bạn luôn mạnh khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống. Các bạn xem video, hãy ủng hộ cho kênh một like và một đăng ký kênh. Xin cảm ơn.